con nhảy đi con nhảy con cái gì hết và đấy các cháu về rồi thăm cụ cháu gái à vâng hai đứa gái hai gái toàn con gái à đâu rồi đâu rồi con gái không hiểu vậy sang năm làm gì nữa hay quá vậy. Điều này là cần thiết để bảo an toàn cho những người dân sinh sống tại khu vực này. Anh Bin em bé vào ngồi cạnh ông, vào cạnh cụ.